Theo Thông tấn xã Việt Nam, liên quan vụ việc 6 người, trong đó có 4 công dân Việt Nam, tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Irawan ở Bangkok trong ngày 19 tháng 7. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã hỗ trợ người nhà nạn nhân nhận lại tư trang do phía cảnh sát Thái Lan bàn giao và tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các thủ tục lãnh sự liên quan. Chiều cùng ngày, Đại sứ quán đã cấp trích lục khai tử và giấy phép nhập cảnh cho các thi thể, đồng thời theo dõi quá trình bàn giao thi thể cho gia đình, dự kiến trong ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2024. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã chuyển thông tin chi tiết đến các cơ quan chức năng trong nước, đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập cảnh thi thể, đồng thời sẽ tiếp tục theo sát tình hình sự việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin và triển khai tiếp các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.